Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tử vi năm 2020 của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 dự đoán công việc thành công, bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên hoặc thậm chí là tăng lương. Những khen thưởng không còn xa nữa, bạn thậm chí có thể được khen thưởng về mặt tài chính cho tất cả công việc khó khăn của bạn. Đối với những người có công việc kinh doanh của riêng mình thì điều đó sẽ tốt, nhưng đừng bao giờ quá tự hào vì thành công của bạn, vì nó có thể khiến cho người khác đố kỵ bạn. Mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nạp âm ngũ hành là Bạch Lạp Kim, đa phần là người mưu trí, trí khí hơn người, vật chất đủ dùng, quý nhân trợ giúp, trung niên đổi vận, về già phát phúc, làm mệnh trường thọ. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, thổ kim tương sinh nên mệnh chủ được sinh phù, nên kim khí quá mạnh. Mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là liên quan tới phổi. Năm nay sẽ có cơ hội làm cho cuộc đời của mình thêm một bước mới, mở ra giai đoạn mới. Năm nay, thích hợp bồi dưỡng, nâng cao giá trị bản thân, tham gia đào tạo chuyên môn vì phát triển sự nghiệp tương lai mà tích lũy thực lực. Ngoài ra, nếu năm nay gặp hàng loạt giao dịch về bất động sản, xe cộ, cần phải chú ý tới các vấn đề về điều khoản chi tiết. Tuổi này mới chập chững bước vào trường đời nên còn nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt với những người xa gia đình. Hãy để yên tâm hơn thì hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 để hóa giải. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài. Trong năm này, Tân Tỵ dễ gặp phải nhiều sự cố, cần phải bình tĩnh giải quyết, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt, tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối, sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Năm nay sẽ có văn xương tinh đóng mệnh. Năm nay là năm của những con giáp tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, mọi việc đều cát lành và hanh thông, nên thường được người khác giúp đỡ hỗ trợ. Về tổng quan vận hạn của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 vào năm Canh Tý, sao chiếu mệnh và vận hạn của tuổi Tân Tỵ Nam Mạng sinh năm 2001 trong năm 2020 bị sao Thổ Tú chiếu mạng hạn ngũ mộ và vận niên mã trúng đao. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp phải vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất, đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu, bởi đây là hành động không rõ nguồn gốc. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ tạo nên hao tiền của, bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Tân Tỵ nữ mạng, đó là bị sao Vân Hớn chiếu mạng, hạn ngũ mộ và vận niên mã trúng đao. Sao Vân Hớn chiếu mạng, đàn ông hay đàn bà gặp phải sao này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy, mồm miệng. Nam thì gặp phải tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy, người bị sao Vân Hớn chiếu mạnh cần phải cẩn trọng trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bót. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp phải vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc chính quyền tịch thu, bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, bính hợp tân hóa thủy vào các tháng Tỵ, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi, tức là các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là bính, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi bính như bính dần 1986, bính tý 1996, bính tỵ 1976, bính ngọ 1966, bính thân 1956.
tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Tị Dậu Sửu hóa Kim vào các tháng Tị Ngọ Mùi Tý Sửu, tức là tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có thiên hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Sửu sẽ chọn ngày hoặc giờ là Dậu. Và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Dậu sẽ chọn ngày giờ là Sửu. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Dậu sinh năm 69, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Tân Tỵ sinh năm 2001 là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Canh Ngọ 1990, Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002, Mậu Ngọ 1978. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Mậu Dần 1998, Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Canh Dần 1950 hoặc sinh năm 2010, Nhâm Dần 1962, Bính Dần 1986. Do Tỵ Hợi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Hợi. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Tỵ thân thuộc bộ lục hợp nên việc chọn được lựa tuổi những mệnh chủ tuổi thân trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi sinh năm 2007, Tân Hợi sinh năm 1971, Kỷ Hợi sinh năm 1959, Ất Hợi sinh năm 1995, Quý Hợi sinh năm 1983. Vị trí cung tài lộc: Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ, Ngọ tại phương vị Nam 187 độ, Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo, chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố đầu tiên trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu thì năm 2020 Canh Tý gia chủ 20 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Còn năm 2020, gia chủ Tân Tỵ sinh năm 2001 20 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai, nam gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm 2020, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Với nam mạng Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là hướng Tây Bắc, Phục Vị, Đông Bắc, Thiên Y, Tây Nam, Diên Niên, Tây, Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Đông Nam, Hỏa Hại, Đậu Nam, Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Giáp và Đông là Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ là cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Phục Vị, Tây Nam Thiên Y, Đông Bắc Diên Niên, Tây Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Bắc Họa Hại, Đông Tuyệt Mệnh, Đông Nam Lục Giáp, Nam Ngũ Quỷ.
xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái lạc khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tải tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, giúp vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, viên mãn. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý hơn nhiều. Két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường dễ đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Và tiếp theo đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công cho việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường thì đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cố gắng đặt vào những cung tốt theo cởi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp, nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn.
Ngoài ra, tại văn phòng làm việc thì có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Là cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Và cuối cùng là việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình, để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ từ thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.